Chào các bạn ạ, hôm nay trên tay các bạn là tôi lấy mẫu khí của HQ nha. Model này là dạng này là vàng. HQ nó cố định tiếp tại thang kia. Để đóng gói nguyên thùng như vậy các bạn. Đây là thùng của HQ. CF970T series các bạn. Đây là sản phẩm này là CF972T-230V ha. Đó, nó có ký hiệu đây. Còn CF970T là cái chuỗi sản phẩm. Cái dòng đời là sản phẩm ha. Đóng nguyên thùng như này. Các bạn có thể xem này. Đó, thiết kế rất là chắc chắn ha. Nguyên thùng. Rồi nốt đây các bạn. Trên và dưới. Sản phẩm phân phối bởi khách kia. HQ ha. Thì mình bên trong thêm một cái túi đựng như vậy thôi. Bây giờ đây là sản phẩm của chúng ta 972T ha, 230V ha. Đó, bọc cái layer như vậy. Đang lại các cái sản phẩm của HQ luôn có sẵn tại thằng kia. Thì là những đơn hàng ha, giá thành và tỷ giá nó sẽ khác nhau. Không mắc người ta có thể sử dụng mà. Sản phẩm của HQ thì sẽ có những sản phẩm của Book nữa bạn. Book những cái bơm mà cầm tay. Đây là cái bơm HQ này. Cái bơm sẽ bị lớn này. Quấn rất là kỹ các bạn. Sơn màu xanh. Quấn rất là kỹ, bảo vệ cái màng lấy mẫu bụi ở đây. Rồi, đây là những gì bạn thấy được trên cái bơm HQ. Đây là khu vực điều khiển của máy này. Đó. Bên đây thì nó sẽ có vẫn có một cái dạng cơ cái lưu lượng. Chúng ta có thể chỉnh cái lưu lượng ở đây. LBM ở đây ha. Đây là cái quạt để chúng ta lấy mẫu khí ha. Đây là cầu chì để thay thế cũng như là công tắc sử dụng ở đây. Ngoài ra họ tích hợp thêm cho chúng ta một cái đồng hồ để chúng ta kiểm soát được các cái hành trình cũng như là cái tốc độ ở đây các bạn. Rồi, mỗi cái thiết bị thì nó sẽ có một cần gạt để bật nguồn ở đây. Dưới này là cái công tắc nguồn tổng ha. Đây là các cái thông tin của HQ. HQ Environment ha, là đo nguồn bụi ha. Chỗ này nó có thể sử dụng nguồn điện là 230V, từ 220 đến 230V vậy các bạn. Đó, ống lưu lượng ở đây, lấy mẫu khí. Mặt phía sau này chúng ta có thể kết nối với những cái mẫu giấy lọc ha. Chúng ta cũng mở ra vậy. Chúng ta có thể đưa các cái mẫu giấy lọc vào bên trong này thì nó sẽ quay và nó tạo ra những cái không khí luồn vào đây để nó thu lại, nó gom lại các cái mẫu khí nằm phía trên những cái miếng lọc mà chúng ta có thể đây. Ngoài ra chúng ta có thể chế tạo các cái bộ ống hút hay gì đó để vô các cái phân xưởng nhà máy hay là đi hiện trường hay là tại phòng nhỏ ha, các cái phòng sạch mà chúng ta muốn kiểm tra cái mẫu khí có đạt chất lượng không. Đó, thì chúng ta sử dụng tùy theo phương pháp ha. Ở HQ thì họ sẽ làm như vậy. Ngoài ra nó sẽ có những option riêng để chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm này ha. Đó, HQ mình hiển thị ở đây bơm và các cái chế độ quay cũng như là cái tốc độ chỉnh lưu. Ở ngoài ra thì nó sẽ có những cái khu vực để không khí đi vô, họ thiết kế theo cái dạng đẩy như vậy để khi cái gian tốc nó quay nó sẽ hút không khí ở đây và nó sẽ lấy thải ra bên ngoài này và nó sẽ bám lại các cái mẫu lọc cho chúng ta ha. Chúng ta có thể ở đây họ ghi là chúng ta có thể kiểm soát cái thời gian ghi cũng như là về cái thể tích lấy mẫu ha, lấy mẫu khí sample. Filter thì chúng ta có thể lựa chọn các cái dòng filter ở đây, họ có ghi ở đây là những cái đường kính này hoặc là cái tốc độ mà ta lấy được thì nó có nhiều loại chính hãng ha, và chúng ta có thể mua bất kỳ những cái sản phẩm nào khác ngoài thị trường để xài cho cái mẫu lấy mẫu bụi ha, vì các phương pháp của chúng ta lấy sẽ khác nhau, cái không khí sẽ đưa tuần hoàn ở đây đó. Hoặc là những cái két, đây là những cái két để chúng ta gắn vào những cửa sổ tại khung thoát khí ở cái nhà máy hay là phòng mổ hay là phòng sạc ha, thì nó sẽ kiểm soát như vậy. Thì tùy vào chúng ta làm, chúng ta có thể mua option thêm hoặc là qua những cái đồng hồ lưu lượng ở đây các bạn, nó sẽ có lưu lượng khí đi vào đây hay là những ống khổi và thoát những cái khí độc từ cái khu vực sản xuất của nhà máy hay đưa ra ha, thì chúng ta sẽ có thể lựa chọn cái khung này. Ở đây là cái giải pháp của HQ rồi đó, có rất nhiều các cái thứ để chúng ta có thể làm qua cái phin lọc hoặc là qua đồng hồ lưu lượng tùy ha, kiểm soát nhiều tầng lớp khác nhau ha. Chúng ta có thể mua rất là nhiều các partner của cái CF970 đây, nó có nhiều dòng rồi. Đây là cái sơ đồ để chúng ta có thể sử dụng cái CF972 ha hay là CF970 series ha, họ có vẽ cho chúng ta các
các cái đường dây cũng như là kết nối cái chi tiết về sản phẩm. Nó là một cái xe bạc ha, để chúng ta có thể kiểm soát cũng như là đo lường. Đó là những cái giá trị mà HQ mang lại ha, mang lại cho chúng ta. Đó. Đây là những cái khu vực mà chúng ta có thể chỉnh cái ống lưu lượng này của HQ này, thì nó cũng tương đồng với các cái sản phẩm như là của Book ha, cái LVM nó sẽ được điều chỉnh ở đây và chúng ta có thể hỗ trợ xuyên suốt trong cái quá trình sử dụng. Họ cũng cho phép chúng ta là tháo ra và để chỉnh cái lưu lượng ở đây. Đây là một cái hướng dẫn ha, hướng dẫn chi tiết từng cái bộ phận về cái đồng hồ điều chỉnh cái lưu lượng cũng vậy, họ cũng để đây cho chúng ta có thể sử dụng và có thể control nó hay là sửa chữa ha. Rồi, nếu các bạn có nhu cầu mua những bơm lấy mẫu khí lưu lượng của HQ, vui lòng truy cập website máy học kinh nghiệm.com.vn hoặc là fanpage.com.vn. Xin chào.